chống tràn ra. Ban đầu nắp chống tràn có thể hơi chắc một chút, nó sẽ giúp cho thực phẩm sẽ không bị bắn ra trong các quá trình các bạn xay các bạn nhé. Sau khi mở nắp chống tràn ra thì các bạn cho thực phẩm vào. Các bạn lưu ý là dung tích của gối là 0,7 lít, và một lần tối đa các bạn xay sẽ được khoảng tầm 3 lạng thịt, 3 lạng thực phẩm. Thì các bạn sẽ cho thành nhiều mẻ cũng được. Sau khi cho thực phẩm vào, các bạn đậy nắp chống tràn lại, rồi đặt động cơ lên. Các bạn lưu ý là chúng ta cần phải đặt đúng khớp nhé. Đấy, sau khi đã đặt động cơ lên thì các bạn chỉ cần ấn nhẹ trên nắp động cơ xuống là xay, nhả tay ra là dừng. Chưa ạ? Rất là nhẹ nhàng thôi ạ. Như vậy là các bạn đã biết cách sử dụng Osaka 2019 rồi.